Vô tình nhận được 45 triệu đồng, gái xinh bị giang hồ tới tận nhà đòi nợ. Thì chị phải trả tiền lãi cho tụi em mỗi tuần. Cái tụi em còn đóng lại cho công ty nữa chứ. Tôi không trả tiền lãi gì hết á, tôi không có vay. Bây giờ chị không đóng lãi cho tụi em á, là tụi em sẽ cưỡng chế chị và lãi tăng lãi. Còn nếu mà chị không đóng lãi nữa không, tụi em sẽ có biện pháp cưỡng chế chị. Ủa, ai chuyển tiền trời? 45 triệu. Trời. Ủa, sao mà tự nhiên người ta chuyển mình 45 triệu ta? Ôi, cái này chắc là ai chuyển nhầm vô rồi. Cái tiền này người ta đang cần gấp để làm cái gì đó nè. Xong rồi chuyển nhầm vô đây là chắc luôn rồi. Để coi nội dung coi. Cô gái này đang ở nhà thì bất ngờ nhận được tin nhắn lạ từ ngân hàng. Sốc hơn nữa là số tiền từ tin nhắn kia lên đến 45 triệu đồng. Và người chuyển là một người lạ không quen biết với lời nhắn tiền cho vay theo hợp đồng. Vay tiền đâu ta? À, rồi, biết luôn. Cái này là chiêu trò lừa đảo chắc luôn. Giả bộ chuyển tiền nhầm qua, xong rồi lát nữa thấy nào cũng có người gọi điện lại, xong rồi kêu là em mới chuyển tiền nhầm, chị chuyển lại giúp em vô tài khoản này, tài khoản kia. Chiêu trò lừa đảo không có qua mắt được tao đâu. Tao sẽ gọi báo lên công an, với lại gọi lên ngân hàng để làm việc lại. Một tuần sau, khi đang quét sân, có hai thanh niên lạ mặt tiến tới hỏi thăm cô gái này với nhã ý không mấy tốt lành gì. Cô gái này cũng có phần nào nhận ra và cảnh giác cao độ trước mấy người thanh niên lạ mặt kia. Gì vậy anh? Lúc này, hai tên thanh niên lấy trong túi ra một tờ giấy và đưa cho cô gái xem, trong đó chính xác là khoản nợ mà mình đã vay, kèm theo cả tên ngân hàng và số tài khoản đã chuyển khoản. Cái gì? Tôi không có vay tiền của ai hết á. Đâu ra mà vay 45 triệu? À, dạ, đây là hợp đồng ghi rõ ràng. Chị Nguyên vay bên em là 45 triệu và mỗi tuần đóng tiền lãi là 4,5 triệu. Chị đóng tiền lãi giùm em. Tôi không đóng tiền lãi gì hết. Đúng là vào tuần trước có người chuyển nhầm vô tài khoản tôi 45 triệu. Nhưng mà tôi không có làm hợp đồng vay hay là hả vay tiền ai hết trơn á. Chị vay tiền người ta mà sao giờ chị nói ngang ngược vậy được? Bây giờ chị vay có giấy tờ đàng hoàng thì chị phải trả tiền lãi cho tụi em mỗi tuần. Cái tụi em còn đóng lại cho công ty nữa chứ. Giấy tờ cái gì mà giấy tờ? Tôi nói lại, tôi không vay tiền ai hết. Chị đã chấp nhận tiền vay bên em là 45 triệu. Cái chuyện đó em không biết. Bây giờ chuyện của tụi em là tụi em tới đây để đòi tiền lãi mỗi tuần là 4,5 triệu. Tôi không trả tiền lãi gì hết á, tôi không có vay. Bây giờ chị không đóng lãi cho tụi em á, là tụi em sẽ cưỡng chế chị và lãi tăng lãi. Còn nếu mà chị không đóng lãi nữa không, tụi em sẽ có biện pháp cưỡng chế chị. Cái gì? Biện pháp cưỡng chế hả? Thì bây giờ chị có đóng lãi không? Đóng lãi thôi mà, máy này chuyện nhỏ, để đóng lãi cho. Đợi xíu nha. Gì? 45 triệu, tuần 4 triệu rưỡi đúng không? Đúng. Rồi đợi xíu, để gọi công an xuống đóng lãi. Ê nè, nè bà chị, cái chuyện này liên quan gì tới công an mà chị gọi công an? Nghe đến câu nói gọi công an, hai tên này xuất sắn lo sợ vì chúng biết đây đích thật là kế hoạch của bọn chúng lập nên. Nếu công an đến thì hậu quả sẽ rất khó lường. Đến mức này bọn chúng chỉ còn cách tỏ thái độ chùn bước, đòi cô gái này trả lại số tiền gốc, không cần trả lãi nữa. Trả tiền lãi phải không? Ừ. Bây giờ chị trả cho tụi em lại cái tiền gốc này đi. Đưa đây, tao chuyển tiền gốc. Nè, về đi. Trả trong ngày hôm nay chưa? Qua ngày sau nữa, tôi tính tiền lãi chị đó. Đi về, chứ không tao không trả luôn đó. Giờ sao? Đứng đây nữa hả? Tao gọi công an xuống á. Đi mày. Đi. Sao? Mày tưởng mày gạt ai? Mày gạt tao hả? Không có đâu ha. Khỏi vụ. Thứ gì đâu á. Sống đàng hoàng không sống tối ngày đi lừa gạt người khác.